Rồi, mến chào các bạn. Hôm nay sẽ giới thiệu với các bạn một cái mạch mới, đó là mạch đèn sáng tắt luân phiên có khóa nha các bạn. Đây là mạch đèn sáng tắt luân phiên có khóa ha. Thì mạch này gồm có một cầu chì, một công tắc đơn, hai cực các bạn, một công tắc ba cực, hai bóng điều khiển hai bóng đèn nha các bạn nha. Rồi mình giới thiệu các bạn nha. Đây là công tắc điều khiển toàn bộ hệ thống ha, tắt mở một. Rồi khi mà tắt công tắc này thì công tắc ba cực này sẽ không có tác dụng nha, bật tắt thì cũng không có tác dụng nha. Rồi khi mình bật công tắc một, công tắc đơn này thì sẽ mặc nhiên sẽ có một cái vị trí của một bóng đèn sẽ sáng nha các bạn nha. Rồi ha, chuyển đổi trạng thái ha, luân phiên các bạn nha. Đây và đây là cái khóa tắt mở ha. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu các bạn cái sơ đồ nguyên lý của nó nha. Rồi các bạn, đây sơ đồ các bạn nha. Mạch điện gồm một cầu chì ha các bạn, một công tắc có góc đơn là công tắc một, rồi công tắc ba cực là công tắc hai các bạn, điều khiển ở trạng thái một của công tắc điều khiển bóng đèn một các bạn, ở trạng thái hai điều khiển bóng đèn hai ha các bạn nha. Rồi các bạn thấy nha. Khi chúng ta mở công tắc ở trạng thái hở ha, hở mạch thì không có dòng điện chạy qua công tắc một, cho nên là hai bóng đèn này đều tắt hết các bạn, điều khiển chung là tắt hết. Rồi mặc dù là công tắc hai ở vị trí nào đi nữa nó cũng tắt ha, không có dòng điện chạy qua do công tắc một bị hở. Rồi khi chúng ta đóng công tắc một xuống thì dòng điện sẽ chạy qua công tắc một, qua cầu chì, rồi qua công tắc một ha các bạn. Rồi đến cái công tắc ba cực thì công tắc ba cực đang ở vị trí số mấy các bạn thì tương ứng đèn số mấy sẽ sáng. Ví dụ trong cái hình này là công tắc ba cực, công tắc đang chuyển ở vị trí số 1 thì lúc này đèn số 1 sẽ sáng nha các bạn nha. Quay về địa về nguội ha, bây giờ về nguội. Còn bây giờ mình bật xuống vị trí 2 thì dòng điện chạy qua cầu chì qua công tắc 1 và chạy xuống vị trí 2 và về cái bóng đèn số 2 sáng. Được chưa? Đây là cái nguyên lý làm việc của cái mạch đèn sáng tắt luân phiên có khóa nha các bạn nha. Rồi thì kết nối cũng vậy các bạn, kết nối cũng vậy ha. Tôi thấy là đây sắp lại cho các bạn xem nha. Đây ha, đẹp rồi, đẹp các bạn nha. Rồi chúng ta thấy là như vậy đó. Dây cầu chì với hai đầu dây các bạn nhé, hai đầu dây thì chúng ta nối cái đầu dây vô cái đầu dây ra cầu chì, chúng ta nối vô cái vị trí số giữa của công tắc hai chấu các bạn, rồi đầu ra công tắc hai chấu chúng ta đem chúng ta nối vô cái chấu giữa của công tắc ba chấu, công tắc ba cực, rồi hai cái chấu ngoài bìa của công tắc ba cực chúng ta lần lượt nối vô hai cái dây của bóng đèn ha. Các bạn nha, hai dây bóng đèn nha. Rồi hai bóng đèn đầu ra có hai dây bóng đèn, mỗi bóng đèn ta nối vô dây nguội dây n ha. Rồi các bạn thấy ha, rồi nó đặt như vậy. Thì trong mạch điện các bạn, cái chữ l này là dây nóng, ngoài ra nó còn có cái tài liệu nó ghi là dây b, dây b phở các bạn là pha đó, dây pha nha các bạn nha, nó là dây nóng ha. Rồi các bạn thấy nha, mình bật đèn lần nữa nha, có công tắc lần nữa. Rồi chúng ta xem ha. Rồi tắt công tắc một ha, tắt chung dù có bật công tắc ba cực này ở vị trí nào đèn cũng không sáng, lúc này là bị trường hợp này là đèn tắt hết các bạn nha. Vị trí này đèn tắt hết ha. Rồi khi chúng ta bật công tắc như là mở ha, rồi thì mặc định công tắc ba cực đang ở cái đèn số 2 đang sáng ha, ta chuyển đổi luân phiên qua đèn số 1, rồi bật tắt rồi em có thấy ha. Rồi các bạn thấy. Thì đây là đặt nói lại lần nữa là đây là mạch đèn sáng tắt
luân phiên có khóa nha các bạn nha. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn cái clip sau ha.